Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta cùng quay lại với một cái video vào buổi khuya đúng không? Thì ngày hôm nay thì cũng làm video cho mọi người để nhắn nhủ tới mọi người về những cái kịch bản sắp tới ha. Thì mọi người có thể thấy được là ngày hôm qua thì thị trường Mỹ Fed đã có một cái mức giảm lãi suất 0,5%. Thì đó là những cái kỳ vọng của thị trường chứng khoán ở thế giới cũng như là ở Việt Nam nói riêng. Thì anh chị em có thể thấy được cái việc mà Fed hạ lãi suất đã được trông chờ, và gần như là cái phiên ngày hôm qua đó, hôm qua thì thị trường của chúng ta cũng đã có một cái đà hưởng ứng với một thanh khoản rất là tốt. Ngày hôm nay thị trường có một cái đà đi lên với một cái sự sụt giảm về mặt thanh khoản, tuy nhiên là cũng chưa quá đáng lo. Thì anh chị em có thể thấy được ngày hôm qua thì khi mà Fed có những cái động thái hạ lãi suất thì Dow Jones từ đang tăng điểm trở thành giảm điểm, đóng cửa giảm 100 điểm từ cái mức tăng 400 điểm. Thì anh chị em có thể thấy được là đó là những cái sự lo ngại của những cái nhà hoạch định tài chính sách và những cái nhà đầu tư. Thì họ vì cái thông tin mà Fed đã hạ cái lãi suất thì gần như đã được phản ánh trong cái giai đoạn trước, khi mà thị trường Dow Jones nó cố gắng vượt đỉnh và khi mà đi lên thì nó có một cái phiên bán giảm điểm, một cái phiên bán trả. Thì anh chị em có thể thấy được là ở trong giai đoạn hiện tại thì gần như các sự phản ánh bắt đầu là đã các sự kỳ vọng đã được phản ánh hết. Thì bắt đầu từ thời điểm bây giờ thì sẽ có những cái động thái khác, là những cái động thái mà cổ phiếu và thị trường nó sẽ đi lên bằng những cái dòng tiền thực chất của những cái nhà đầu tư. Họ kỳ vọng vào những cái thời điểm tương lai sắp tới khi mà nền kinh tế bắt đầu được hưởng lợi từ những cái chính sách. Thì ngày hôm nay Dow Jones của chúng ta, Dow Jones mở cửa cũng tăng đâu đó khoảng 400 điểm, anh chị, mở một cái gap tăng 400 điểm và tiếp tục hướng về những cái vùng đỉnh mới. Còn thị trường Việt Nam của chúng ta đã thời điểm hiện tại đã có 3 phiên tăng điểm liên tục, và chúng ta thấy được là về cái cách làm của Fed thì khiến cho dòng tiền khối ngoại quay trở lại với thị trường, và chúng ta có 4 phiên mua ròng của khối ngoại thì cái trị giá mua ròng ở loanh quanh khoảng 1.500 tỷ trong 4 phiên vừa qua. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực hơn gì. Về cái biến động của thị trường thì hôm nay có 240 mã tăng giảm, số mã giảm chỉ chiếm một nửa thôi, và số mã tham chiếu là khoảng 100 mã. Với các nhóm ngành ngày hôm nay cũng có một cái sự bật tăng rất là tốt, và hôm nay mọi người thấy được là những trong cái buổi livestream hôm qua em đã chia sẻ với mọi người, khi thị trường của chúng ta có một phiên khi thị trường của chúng ta có một cái phiên bật tăng để xác nhận về cái việc thanh khoản quay trở lại thì có 18.000 tỷ anh chị. Đó, thị trường phiên ngày hôm qua khoảng 18.000 tỷ, hôm nay thì chỉ khoảng 14.000 tỷ thôi. Đó, nhưng mà vẫn tích cực. Rồi, thì anh chị em có thể thấy được là cái phiên ngày hôm qua đánh dấu cho một cái việc là khi mà đi lên thị trường của chúng ta gặp một cái vùng cung và bị cục đầu. Một cái vùng cung và bị cục đầu thì em đánh giá là cái phiên ngày hôm nay sẽ là một cái phiên nổ bù, một cái phiên đi lên bù cho cái phiên ngày hôm qua khi mà bị bán cục đầu. Và thị trường vẫn cần phải có những cái vùng tích lũy, và chúng ta xác định được là dòng tiền đang quay trở lại với thị trường. Thì cái tiêu đề ngày hôm nay thì cái tiêu đề của em ngày hôm nay là hãy chuẩn bị cơ cấu danh mục thật nhanh. Thì tất cả anh chị em xem like cái video này, mọi người, những anh chị em khách hàng của em sẽ hiểu là em đang muốn nói gì. Nhưng mà có thể là những anh chị em mới nghe vào thì cứ tưởng là mình đang hô sập, nhưng mà mọi người hãy nghe hết, dành thời gian nghe hết cái video này nha. Rồi, thì trong những cái giai đoạn vừa qua em có chia sẻ cho mọi người về những cái góc nhìn đặt cược về những cái nhóm cổ phiếu, những nhóm cổ phiếu có khả năng trở thành nhóm cổ phiếu dẫn dắt với nhóm chứng khoán này, gần như là với con HCM. Thì chúng ta có một cái phiên xác nhận khi mà HCM tạo ra một cái vùng biên, có một cái phiên rũ bỏ và tạo ra một cái việc vùng biên tích lũy hướng xuống đó, và mọi người thấy được là có một cái phiên đánh lên xác nhận cái đó. Thì ngày hôm nay HCM tiếp tục đi lên ha, đi lên nhưng mà không vượt được cái đỉnh, có nghĩa là dòng tiền duy trì ở đây vẫn tốt. Đó, cũng không có gì quá đáng nói với những cổ phiếu này, tại vì em đã nhận định với mọi người đó có thể là tái tích lũy trở lại khi gặp những cái vùng cản, những cái vùng cung ở phía bên đây. Đây, đây là về cổ phiếu HCM, nó sẽ gặp những cái vùng cản và những cái vùng cung ở bên này. Thì cái việc mà tái tích lũy lại để hấp thụ cung, đó là chuyện rất bình thường. Và khi mà đi lên, cổ phiếu nó sẽ có lực cung ở những cái vùng cản.
Và khi mà nó vượt qua được những cái vùng cản đó, những cái vùng cung ở bên đây của những nhà đầu tư kẹp hàng, thì gần như sau khi hấp thụ hết, nó sẽ đi lên mà không có bất cứ một cái cản nào hết. Hay là cũng đại diện như một cổ phiếu khác cho mọi người đặt cược là con CTG. Ngày hôm nay CTG cũng có những cái mức bật tăng giống như con HCM, nhưng mà nó vẫn chưa có thể tiếp tục đi lên được. Đó, nó vẫn phải tái tích lũy trở lại, không vượt qua được cái giá cao nhất của ngày hôm qua. Tại vì sao vậy? Tại vì CTG nó có một cái vùng cung ở đây. Một cái vùng cung ở đây thì nó sẽ phải hấp thụ lại trước khi hấp thụ lại hết cái lực cung ở đây, trước khi một mình đánh một phát đi lên đây, nó có thể đi lên. Và chúng ta ở thời điểm hiện tại đang rất là thành công với hai cổ phiếu này, với cái việc mà nắm giữ và cược sống. Thì hôm nay mọi người chú ý giúp em là có những cổ phiếu ngày hôm nay nó bắt đầu có những cái động thái mà em chia sẻ với mọi người ngày hôm qua, đó là những nhóm cổ phiếu sẽ bắt đầu đi lên và gấp rút set up mẫu hình. Ngày hôm nay mọi người sẽ thấy được những cái cổ phiếu bất động sản khác, là những cổ phiếu như là con DG. DG hôm nay cũng có một cái mức tăng tốt trong phiên sáng, hay là những cổ phiếu như là con SEAL này, như vậy phiên sáng cũng cố gắng đi lên nè, nhưng mà nó đi lên nó gặp cái vùng cung và đây gọi là những cái dòng tiền quay trở lại ha, dòng tiền quay trở lại với cổ phiếu. Mọi người sẽ thấy được là những cổ phiếu bắt đầu là có dòng tiền tham gia trở lại, hay là những cổ phiếu như là đất xanh là nó đi lên nè, nhưng mà nó gặp cái vùng cung ở đây anh chị, nó gặp cái vùng cung ở đây, và cái vùng cung ở bên vai trái này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái trạng thái mà mọi người sẽ thấy được là những cổ phiếu này nó đang gặp những cái vùng kháng cự rất lớn, có nghĩa là để đi lên nó cần phải hấp thụ lại các vùng cung ở phía trên. Hay là những cổ phiếu như là con HDG ngày hôm nay anh chị em thấy chưa, khi mà nó đang nỗ lực vượt lên trên những cái vùng đứt gãy của nó trong giai đoạn trước ở đây, thì nó cần phải hấp thụ lại một cái lực cung ở đây rất là lớn, nhưng mà dòng tiền quay trở lại và bắt đầu có những cái động thái đánh dứt khoát hơn với những cổ phiếu này. Chứng khoán đây, nhóm chứng khoán thì mọi người sẽ thấy được là ngày hôm nay bắt đầu có những cổ phiếu nhỏ lên tiếng, như là những cổ phiếu SBS nè, nó đã rất là lâu rồi nó không tăng. Hay là những cổ phiếu như con APG là gì, bắt đầu nó có tự nhiên có những tín hiệu tạo đáy. Hay là những cổ phiếu khác như là con BVF trong phiên sáng ngày hôm nay bắt đầu đi lên nè, nó chạm những cái vùng cung mới. Là một cổ phiếu mình chia sẻ cho mọi người ngày hôm qua là con MBS nè, sáng nay cũng có những cái nỗ lực kéo lên nhưng mà bị bán ngược trở lại, tại vì nó đang gặp những vùng cung mà kháng cự rất lớn. Đó, thì đây vẫn sẽ là những cổ phiếu mà chúng ta có thể tầm ngắm được. Hay là đối với SSI ha, SSI ngày hôm qua có một cái phiên tiền vào, nhưng mà ngày hôm nay có một cái phiên bị bán, thì đây không phải là cái trạng thái mà SSI nên có ha. Nên con này anh chị em cầm thì nhớ cẩn thận một chút. Đấy. Đó. Thì ở trong giai đoạn hiện tại mọi người sẽ thấy được là những cổ phiếu bắt đầu có những cái tín hiệu tạo đáy, như là nhóm thép. Đây là những cổ phiếu sẽ bắt đầu là có một cái sự gấp rút đi lên ha, gấp rút đi lên để set up cái nguyên nhân cho một cái nhịp đánh sắp tới, và tất cả gần như là đang đặt cược khi bắt đầu dòng tiền quay trở lại ha anh chị. Đó, dòng tiền quay trở lại mọi người sẽ thấy được rõ hơn cái điều đó. Ngày hôm nay dòng tiền quay trở lại nhóm thép đấy, VGS đấy, đó thì gần như cái trạng thái gọi là gấp rút set up các mẫu hình của thị trường của cổ phiếu, thì mọi người sẽ thấy được là nó sẽ lần lượt trong những phiên tiếp theo liên tục như vậy. Đó, tại vì nó đang thấy điều gì? Nó đang thấy được một tín hiệu là dòng tiền đang chảy vào những cổ phiếu leader như là HCM và CTG có khả năng tiếp tục đi lên, và những cái dòng tiền đó không phải là những cái dòng tiền cá nhân, không phải là những cái dòng tiền nhỏ lẻ, mà nó là những cái dòng tiền mang tính chất định hướng cho thị trường. Có nghĩa là ở đây những cổ phiếu top đầu, những cổ phiếu ở kênh trên nó nổ lên, nó lôi kéo được dòng tiền quay trở lại. Đó, nó lôi kéo được dòng tiền quay trở lại. Khi mà gần như mọi người thấy là những cái nhịp tiền vào liên tục của cổ phiếu, nó lôi kéo dòng tiền quay trở lại và nó lôi kéo cả nhóm ngành của nó đi lên. Đó. Hay là nhóm cổ ngân hàng cũng vậy anh chị. Ngân hàng CTG đi lên, nó bắt đầu lôi kéo những cổ phiếu như là con Việt
Combank nè, khi mà test về MA50 thì bắt đầu công việc Combank nó bật lanh tách đi lên. Hay là những cổ phiếu BID em đã chia sẻ cho mọi người nè, nó không có những tín hiệu mà cố gắng đạp thủng cái vùng MA50 nữa, nhưng mà vừa về ngay MA50 nó test một phát là nó rút chân, nó bật tăng ngay lập tức. Ngay lập tức nó tăng gần hai giá anh chị, tăng gần hai giá thì mọi người có thể thấy được là các đội lái đang nhìn nhau. Các đội lái đang nhìn nhau, nhìn những cổ phiếu leader của thị trường. Liệu ông có chấp nhận đây sẽ là một cái con sóng mới mà chúng ta đang set up hay không? Ông này sẽ nhìn ông kia, ông nhỏ sẽ bắt đầu nhìn ông lớn sẽ nhìn ông leader và sẽ bắt đầu là gấp rút tạo ra những cái nguyên nhân tích lũy, hấp thụ lực cung để khi mà ông leader, ông chuẩn bị cho một cái nhịp tích lũy mới và chuẩn bị cho những cái pha bùng nổ mới. Ngày hôm qua em có chia sẻ với mọi người đúng không? Những cổ phiếu này nó sẽ phải bùng nổ đi lên, nó sẽ tiếp tục sau một cái giai đoạn á, ngày hôm qua nó bị bán cục như vậy, nó phải tích lũy trở lại và sau đó nó sẽ phải xác nhận lại bằng một cái phiên bùng nổ. Thì rất có thể trong phiên bùng nổ tiếp theo thì những cổ phiếu này nó sẽ kéo nhóm ngành của nó đi lên và nó sẽ kéo thị trường đi lên với những cái thanh khoản rất là lớn. Có nghĩa là nó sẽ lôi kéo dòng tiền của các ông đang đứng ngoài. Các ông sẽ bắt đầu gấp rút đánh lên liên tục đó, để tạo ra những cái nguyên nhân cho một cái con sóng mới đó. Anh chị em sẽ thấy được những cái tính chất đó. Và ngày hôm nay có những cái nhóm ngành mọi người sẽ thấy được những cái điều mà em chia sẻ cho mọi người. Với những cổ phiếu thì mọi người sẽ thấy được những cổ phiếu như là ngày hôm nay nhóm khu công nghiệp. Khu công nghiệp ngày hôm nay mọi người sẽ thấy được, ngày hôm nay tự nhiên con KBC nó đang mò đáy, con KBC nó đang quay trở lại đáy cũ. Và khi mà nó giật lên anh chị, nó chưa có đáy ha, nó chưa có đáy ha, nhưng mà nó thấy là ngày hôm qua ông HCM, ông CTG bùng nổ đi lên, ông CTG bùng nổ đi lên, HCM bùng nổ đi lên, thì ngày hôm nay có thể chuẩn bị sắp tới sẽ là những cái nhịp đánh để chuẩn bị vào sóng. Thì ông này bắt đầu gấp rút xây dựng nguyên nhân đó, ngày em đã đánh lên một cây 6%. Anh chị em đánh cầm KBC từ đoạn này, anh chị em có nản không? Cực kỳ nản luôn vậy, chiết khấu từ vùng 36 về tới cái vùng 24, đâu đó cổ phiếu này mất 35% 35%. Và tự nhiên có những cái ông khác tăng lên, cái bắt đầu nó có tín hiệu tạo đáy tăng lên và gần như nó tạo cho chúng ta những trạng thái là đáy sâu cao hơn đáy trước. Đó, đấy sau cao hơn đấy trước ha nhỉ. Đó, một cái giai đoạn sideways down kiệt về thanh khoản nè. Tự nhiên thấy ông kia bắt đầu, ông đánh lên rồi. Cái nhìn, thằng leader đó nó đánh lên rồi. Thằng CTG đánh lên rồi. Liệu có phải sống không? Mình nổ lên một cây xem. Mình nổ lên một cây xem với nó. Xem có ok không? Đó, còn có thằng nào bán không? Chắc chắn, ở đây mọi người thấy ngày hôm nay đi lên không gặp nhiều lực bán. Hay là những cổ phiếu như con Gil, ngày hôm nay nó có một cái phiên bật tăng lên, nó cũng là một cổ phiếu yếu và mò gần về cái đáy trong nhịp trước. Gần về cái đáy nhịp trước anh chị, con Gil là cổ phiếu mà mò về gần tới đáy nhịp trước rồi. Và tự nhiên nó đang tích lũy hướng xuống kiệt cung, đang test cái đáy. Tự nhiên thấy hai ông kia đánh, bắt đầu mọi người thấy được có hai cây nến xanh nè. Và ngày hôm qua nó thấy ông HCM nổ, ông CTG nổ. Nó bắt đầu gấp rút xây dựng cái nguyên nhân. Nó đánh lên ngay lập tức. Nó đánh lên ngay lập tức. Đấy. Để làm gì anh chị? Để bắt đầu set up ra những cái mẫu hình. Đó. Mẫu hình. Nó phải hấp thụ lực cung ở đây. Hấp thụ lực cung ở đây. Nó sẽ tạo ra những cái mẫu hình mới. Những cái mẫu hình nền trồng nền. Hay là những cái mẫu hình tái tích lũy nền phẳng. Mọi người sẽ thấy được những cái điều đó trong những phiên sắp tới. Hay là những cổ phiếu như là con DBR. Nó bắt đầu gấp rút tạo ra những cái gap. Những cái phiên tăng điểm lên. Những cái phiên tăng điểm lên để gáp trở lại. Hay là những cổ phiếu như là con DTD này. Tự nhiên đây cổ phiếu phá đáy luôn. Con DTD nó phá đáy nhịp trước luôn. Và nó đang đi ngang, bỗng nhiên thấy hai ông kia bật tăng lên, nó bắt đầu đánh lên. Đó, nó thử xem là các ông có đồng lòng hay không. Hay là những con như con VGC này, nó đang mò về cái đáy trước nè. Bắt đầu đó chỉnh lại nè, đánh lên luôn đó. Nó xác nhận được. Có nghĩa là trong những phiên sắp tới mọi người sẽ thấy các nhóm ngành lần lượt nó sẽ làm điều đó. Hay những cổ phiếu như đầu tư công là mọi người sẽ thấy được là nó có những cái sự tích lũy nè. Và khi mà nó thấy được những tín hiệu của những nhóm ngành leader, nó đánh bật lên ngay luôn. Đánh bật lên ngay luôn, ngay lập tức. Đấy.
những cổ phiếu như con bán lẻ viễn thông nè anh chị, bán lẻ viễn thông nè, bắt đầu là các ông thấy được cái điều kiện khả năng xuất hiện một con sóng, các đội lái nhìn nhau và bắt đầu tôi sẽ đánh lên thử, ngày mai tới anh đánh lên, ngày mốt tới anh thực phẩm đánh lên, nó kiểu như vậy á, rồi nó sẽ làm liên tục liên tục liên tục. Khi mà ngày hôm nay anh chị em thấy bắt đầu những cổ phiếu khác bắt đầu có tín hiệu tạo đáy đúng không, đóng cửa cao nhất phiên như là con HAH nè, hay là con Shimandep nè, hay con Vod nè đấy, và nhóm nhựa mọi người sẽ thấy được những cổ phiếu bắt đầu đánh lên nè. Đối với những cổ phiếu dạng này là những cổ phiếu mà nó đã không còn đỉnh nữa, như là cổ phiếu BMB, BMB nè, bắt đầu nó đang gấp rút nè, gấp rút tạo ra những cái pha chạy nước rút của nó khi mà nó vượt cái vùng đỉnh ha. Với những cái thanh khoản to thì con này khả năng là nó đã ở trong những cái pha cuối rồi, nó đi vào cái pha e đẩy giá rồi, và những cổ phiếu này nó sẽ dừng lại tích lũy và đánh lên, dừng lại tích lũy và đánh lên, nó cứ như vậy một vài phiên nó lại đánh lên cho đến khi bắt đầu tổ chức họ không chấp nhận đẩy giá lên cao nữa thì nó sẽ là một cái giai đoạn phân phối đó. Thế là những cổ phiếu như con NTB mình cho mọi người đánh trong cái nhịp trước đúng không? Nhưng mà bị một cây bán thì mình có chia sẻ với mọi người những cổ phiếu này kéo lên ngược lại đỉnh thì mọi người nên bán. Đúng không? Đó, thì những cổ phiếu này nó đang ở trong những cái pha đẩy giá rồi. Nó đang ở trong những cái pha đẩy giá và mọi người sẽ thấy được một điều là đây là những cái tín hiệu mà bắt đầu là đánh dấu dòng tiền tổ chức đi ra. Đó, đó là do chúng ta phải chú ý trong nhịp sau. Cái thứ mà mình muốn mọi người chú ý tới là mọi người hiện tại chúng ta đang đặt cược với khoảng 70% NAV với những cổ phiếu chưa có sóng. Với những cổ phiếu chưa có sóng thì mọi người sẽ thấy thấy được là nhóm bất động sản mình cho mọi người đặt cược con BDR với lại con KDH đúng không? Nhưng mà con KDH nó chưa lên. Có nghĩa là để nhóm cổ phiếu chứng khoán đi lên cần HCM nổ lên. Nhóm ngân hàng đi lên cần cổ phiếu kênh trên dẫn dắt là BID nổ lên. Nhóm bất động sản thì bắt buộc cần ông Nam Long là ông Khang Điền bắt đầu đi lên và nổ lên. Nhưng mà con Khang Điền ngày hôm nay nó chưa tăng. Trong giai đoạn vừa qua nó cũng chưa tăng. Mà các ông khác lần lượt thay phiên nó tăng. Đó. Thì nó sẽ đợi. Khả năng con Khang Điền nó sẽ đợi ha. Có nghĩa là nhóm bất động sản có thể là một cái nhóm phía sau. Và khi mà cổ phiếu, các cổ phiếu cùng ngành á, nó bắt đầu tái tích lũy xây dựng xong những cái nguyên nhân rồi, ông Khang Điền này sẽ nổ lên để phát động ra một cái con sóng bất động sản. Và cái đó là mọi người điều mà mọi người cần chú ý. Đó, có nghĩa là ở thời điểm hiện tại chúng ta đang đặt cược sóng và chúng ta chỉ đánh T cộng. Đánh T cộng. Đó, với những cái cổ phiếu riêng lẻ nè, với những cổ phiếu cược sóng nè. Cược sóng này vẫn là những cổ phiếu chúng ta nắm giữ và gom. Còn những cổ phiếu T cộng là những cổ phiếu chúng ta chỉ tham gia với khoảng 30%. Và mọi người sẽ thấy được một điều là khi xuất hiện sóng hành, khi xuất hiện sóng hành, mọi người phải nhanh chóng gấp rút cơ cấu danh mục cho em để mọi người all in full margin vào nhóm ngành, vào sóng ngành. Có thể là trong một vài phiên tới mọi người sẽ thấy được một cái tín hiệu là các cổ phiếu của ngành, từng các ngành nó sẽ bắt đầu đi lên, như là thủy sản nè, tuy là thực phẩm nè, hay là nhóm điện nè, nhóm đầu tư công nè, nó sẽ lần lượt luân phiên nhau tăng lên tăng lên tăng lên. Và đối với những cái nhóm ngành có khả năng dẫn dắt như là chứng khoán và ngân hàng, nó sẽ có những cái nhịp mà dừng chân lại để cho những nhóm ngành bắt đầu có những cái nhịp đi lên. Sau đó những cổ phiếu của nhóm ngành này sẽ bắt đầu đi lên với những cái thanh khoản lớn hơn, dòng tiền gia tăng dần. Và chắc chắn mọi người sẽ thấy được một cái điều là cái nhóm ngành đó nó sẽ phải đồng thuận nếu muốn xuất hiện sóng. Và nếu mà mọi người thấy trong những phiên sau nha, những cổ phiếu như là con HCM hay là con CTG nó đi một mình, cả nhóm ngành đỏ nó đi một mình, nó một mình nó xanh, thì đó không phải là sóng ngành. Và thời điểm đó khi mà ở những vùng tiệm cận đâu đó, cái vùng 1.300 thì chúng ta sẽ thấy được những cái rủi ro lớn hơn khi khả năng tạo ra những cái đỉnh hai của MACD, thì tới khi đó mình sẽ update lại cho anh chị em đó. Và mọi người sẽ thấy được là một cái trạng thái là thời điểm hiện tại thị trường ngày hôm nay vol thấp hơn nhưng mà tăng điểm đóng cao nhất phiên, thì trong những phiên tiếp theo nếu thị trường vẫn đi lên với những cái thanh khoản giảm dần, với những thanh khoản giảm dần, mọi người cần chú ý cho em, chúng ta
sẽ có những cái nhịp cơ cấu tài khoản quyết liệt hơn khi mà lên những cái vùng 1.300, khi mà lên những cái vùng 1.290, 1.300, ở trên đó chúng ta sẽ thấy được bắt đầu nếu không xuất hiện sóng ngành, bắt đầu sẽ có những cái phiên rũ, những cái phiên rũ nó lớn hơn, những cái phiên rũ khả năng test về vùng 1.250 đó, vùng 1.250 anh chị ha. Và ở đó không phải là cái thời điểm chúng ta FOMO, tại vì thị trường ở thời điểm hiện tại chưa có sóng uptrend. Mà sóng uptrend là giai đoạn mọi người sẽ kiếm 90% tiền trong cái quá trình đầu tư của mọi người. Các giai đoạn khác của thị trường mọi người chỉ kiếm 10% thôi. Sóng uptrend nó sẽ đại diện cho tất cả, nó sẽ đại diện cho chu kỳ kiếm tiền của anh chị. Đó. Và ở giai đoạn tới, nếu thị trường kéo lên 1.300, không xuất hiện được sóng ngành và với cái thanh khoản giảm dần, mọi người phải chú ý giúp em đưa tỷ trọng tài khoản về dưới 50% hàng. Đó, dưới 50% hàng. Còn nếu thị trường chúng ta xuất hiện, nếu thị trường chúng ta xuất hiện một trong những nhóm ngành dẫn dắt, thì mọi người phải chú ý giúp em là mọi người phải cơ cấu thật nhanh các cổ phiếu riêng lẻ để mọi người quay trở lại tập trung đánh sóng ngành cho em. Và khi mà có xuất hiện sóng ngành thì gần như mọi người sẽ thấy được là dòng tiền nó sẽ bắt đầu đổ ồ ạt vào thị trường, và khi đó mọi người sẽ có cơ hội rất là ít ở những cái điểm mua. Mọi người sẽ thấy được, em sẽ lấy dẫn chứng cho mọi người ở trong những cái giai đoạn trước, khi mà những cổ phiếu, thị trường cổ phiếu nó vẫn sẽ đi lên khi mà thị trường có sóng, nhưng mà mọi người mua sai cổ phiếu, không phải là những cổ phiếu dẫn dắt, mọi người sẽ không bao giờ có những cái lợi nhuận lớn. Có thể cổ phiếu mọi người sẽ tăng 10-20%, nhưng mà những cổ phiếu sóng ngành mọi người sẽ thấy được một cái tính chất là nó sẽ tăng đột biến hơn. Khi mà mọi người nhìn trong giai đoạn trước nè, những cổ phiếu như là con BDR đó, khi mà ở trong cái sóng ngân hàng, mọi người sẽ thấy con BDR chỉ đi lên biên trên về biên dưới, đi lên biên trên về biên dưới đó. Khi mà mọi người nắm bất động sản trong giai đoạn quá trình mà sóng ngân hàng đúng không, hay là con DIG cũng vậy anh chị, DG thậm chí đó nó cũng đi y chang con Phát Đạt nè. Và mọi người thấy được là nó chẳng có cái điều gì khác cả. Nên những cổ phiếu chứng khoán hay là thời điểm đó, những cổ phiếu như là con VND là gì đó, VND trong giai đoạn đó hay sao anh chị, VND nó đi ngang rồi bắt đầu nó gãy, đi ngang rồi bắt đầu nó gãy ha. Đó, và khi mà trong một cái sóng ngân hàng mọi người mua sai, mua không đúng những cổ phiếu dẫn dắt, mọi người sẽ không kiếm được tiền hoặc là kiếm được những cái lợi nhuận rất là thấp nếu mọi người mua ở những cái vùng nền tích lũy nè. Có thể cuối sóng mọi người sẽ ăn được 10%, nhưng các cổ phiếu ngân hàng thì sao anh chị, BID tăng lên đâu đó khoảng 45% nè đấy. Những cổ phiếu như là con CTG cũng đang tăng đâu đó khoảng 35% ở đây, hay là những cổ phiếu như con Liên Việt nè anh chị, Liên Việt nè, nó tăng cho chúng ta một cái nhịp X2 ở đây đó. Có nghĩa là mọi người sẽ thấy được là chỉ có sóng ngành dẫn dắt sẽ đem lại lợi nhuận tốt nhất cho anh chị em nhà đầu tư. Cái là trong giai đoạn trước mọi người cầm những con SHS đi đó, SHS nè, khi mà thị trường nó đi xuống nè, nó rũ bỏ tạo đáy đi xuống nè, thì khi mà chuẩn bị hết sóng ngân hàng nè, nó mới có một cái nhịp tăng quay trở lại cái đỉnh cũ nè. Và nếu anh chị em mua ở đây nè, mọi người chỉ lãi đâu đó khoảng 2% thôi. Còn nếu mọi người mua ở những cái vùng này nè, mọi người sẽ có lợi nhuận đâu đó khoảng 15% là hết, sau đó nó điều chỉnh tiếp và nó gãy tới bây giờ đó. Có nghĩa là một con sóng uptrend, anh chị em giữ cổ phiếu hết con sóng đó, mọi người vẫn sẽ có lãi, nhưng mà nó sẽ không không hiệu quả bằng cái việc mọi người phải cơ cấu thật nhanh để đánh vào sóng ngành dẫn dắt. Và thậm chí có 80%, 90% cổ phiếu đi lên, vẫn có 10% cổ phiếu sẽ đi xuống trong uptrend. Và nếu chẳng may mọi người mua trúng những cổ phiếu đi xuống như thế, thì mọi người sẽ cực kỳ mệt mỏi và nói thị trường lừa đảo, thị trường này quá chán nản. Đó. Còn bây giờ cơ hội trên thị trường nó chỉ có khoảng 20-30% thôi. Tại vì chỉ 20-30% cổ phiếu đi lên thôi. Đó. Nhưng mà khi xuất hiện một cái nhóm ngành, một cái sóng uptrend, có xuất hiện sóng ngành, mọi người sẽ thấy được là tỷ suất sinh lời của mọi người sẽ chiếm đâu đó khoảng 80% cổ phiếu trên thị trường. Có nghĩa là 80% cổ phiếu nó sẵn sàng đi lên trong uptrend. Và nó sẽ là một cái sự lôi kéo dòng tiền. Đó. Nên khi xuất hiện sóng ngành ở những cái vùng đỉnh, những cái sự gấp rút
set up những cái trận đánh mới, mọi người phải chú ý giúp em. Mọi người khi xuất hiện sóng ngành và khi mà em báo mọi người sóng ngành xuất hiện, mọi người phải nhanh chóng cơ cấu những cổ phiếu yếu, những cổ phiếu không phải kênh trên. Kênh trên có những cái sự bùng nổ đi lên thì mọi người nên chú ý phải cơ cấu nhanh để bước vào đánh sóng ngành. Những cái thua lỗ của anh chị em, những cái thua lỗ 5-10% trong những cái nhịp trước đó, sóng ngành uptrend nó sẽ lấy lại hết cho anh chị em, thậm chí là tặng cho anh chị em một cái phần lãi lớn nữa. Đó. Đó là những cái tư duy mà về đánh sóng ngành. Đó, mọi người nên chú ý giúp em cái điều đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu trong những phiên sắp tới mọi người thấy con CTG hay là con HCM nó có một cái phiên bị bán ngược xuống, phủ nhận bằng một cái vol to tương đương những cái nến này, mọi người phải đưa tài khoản về dưới 50% cho em. Đó. Đây, HCM nó bị bán ngược trở lại. Nó bị bán ngược trở lại ở đây. Ha. Phủ nhận là cái nến này, chỉ cần lắp 2/3 cái nến thôi, mọi người phải cơ cấu danh mục cho em. Tại vì khi đó thị trường nó sẽ cực kỳ rủi ro. Và nó sẽ rủi ro hơn nếu thị trường đi lên 0V. Và trên vùng 1.300 xuất hiện một cái lực cung tán xuống một lần nữa. Mọi người sẽ thấy được là thị trường này nó chả còn gì mà chơi. Đó. Nó sẽ đi vào những cái nhịp đau tiếp theo. Tuy nhiên là em đánh giá là cái kịch bản nó xác suất chỉ 10% thôi. Tại vì chúng ta đang đứng ở những cái vùng vĩ mô rất là tốt, đúng không? Đó. Những chính sách tiền tệ, những chính sách tài khoá của Việt Nam đã đi trước Fed và chúng ta đang đạt được những cái sự nỗ lực đầu tiên về cái việc mà điều hành để tạo ra những cái nguồn tiền mới, hay là những cái thông qua cái refund để cho nước ngoài họ được mua trước không cần ký quỹ. Đó, đó là những cái nỗ lực. Và khi mà chúng ta thấy được những cái trạng thái như vậy, thị trường đi lên lôi kéo dòng tiền, vĩ mô đang tốt dần lên, thì mọi người sẽ thấy được cái xác suất để chúng ta xuất hiện một con sóng uptrend là rất lớn. Đó. Nên ở đây mình vẫn đang view thị trường nó sẽ có 90% đi lên và chỉ có 10% đi xuống. Đó, đi xuống thì gần như là chúng ta sẽ không còn gì để đánh trong cái quý 4 này hết. Đó. Tại vì khi mà cái dòng tiền nó bị kích hoạt bán ra nha. Khi mà dòng tiền nó bị kích hoạt bán ra thì mọi người sẽ thấy một điều là các cổ phiếu ngày hôm nay có tín hiệu tạo đáy, nó sẽ ngay lập tức bán xuống tất cả cổ phiếu ngày hôm nay tăng trần, nó sẽ giảm sàn trở lại để thoát ra khỏi thị trường. Tại vì nó nói là những cái thằng leader này nó còn fail thì làm sao mà mình đi lên được, mình đi lên là mình nó sẽ tán vào đầu mình ngay. Đó là những cái góc nhìn của em ở trong giai đoạn hiện tại, và vẫn view cho mọi người đánh cổ phiếu riêng lẻ đến khi nào xuất hiện những cổ phiếu có sóng ngành. Đấy, có khả năng tạo nên sóng ngành. Và cổ phiếu có sóng ngành là gì? Nhắc lại cho anh chị em là cổ phiếu leader đi lên, dẫn dắt theo các cổ phiếu phía sau đi lên, và dòng cổ phiếu đó sẽ kéo thị trường đi lên. Đó, chứ không phải là khi thị trường giảm đi xuống mà cái nhóm ngành nó đi lên ngược chiều, thị trường nó vẫn đỏ, thì mọi người, nó không phải là xuất hiện những sóng ngành đâu anh chị. Đấy. Đó. Mà sóng ngành mọi người sẽ thấy được là ngày hôm nay CTG nổ lên ha. Ngày mai có thể là con HD Bank đi lên nè. Ngày mốt có thể là con VB Bank đi lên nè. VIB đi lên nè. Đó. Gần như nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái trạng thái là các cổ phiếu trong ngành nó sẽ đi lên liên tục. Mỗi ngày vài con. Đó. Có nghĩa là dòng tiền nó sẽ bắt đầu đánh vào thị trường rất là mạnh, rất là nhanh, để set up những cái trận đánh mới. Đó. Và cái việc của chúng ta là phải quan sát thật kỹ trong những phiên sắp tới với những cái động thái của những cổ phiếu leader. Nó có thể trở thành những cổ phiếu dẫn dắt nhóm ngành của nó đi lên hay không? Để chúng ta có thể chuẩn bị phải cơ cấu danh mục thật nhanh, đánh một nhịp thật là lớn, all in full machine, để cho chúng ta kiếm được những cái lợi nhuận lớn nhất của một cái chu kỳ. Đó, ok ha. Đó là những cái góc nhìn của em ở thời điểm hiện tại. Đó. Còn nếu trường hợp tiêu cực 10% kia xảy ra, chúng ta đang có những cái đệm lãi, chúng ta chốt 50% và đứng đợi lại thị trường quay trở lại cái biên sideways và tích lũy trở lại đến khi xuất hiện những những cái bùng nổ trở lại của những cổ phiếu leader. Đấy. Ok ha.
Rồi. Đấy, đó là những cái góc nhìn và những cổ phiếu mà chúng ta vẫn đặt cược cho trong giai đoạn tới. Nên những cổ phiếu chứng khoán đúng không? Như là những cổ phiếu như HCM, VDS nè, BSI nè, hay là FTS nè, đấy, CTS đó, chứng khoán nè, chứng khoán có VC, HCM, chúng ta vẫn đặt cược đúng không? Đó, khi mà nó test lại những cái vùng bên dưới, chúng ta có thể đánh. Hay là những con cổ phiếu FTS nè, mọi người phải đợi thấy không? Khi mà nó bùng nổ đi lên, nó gặp ngay cái lực cung phía trên, nó bị bán xuống. Và những cổ phiếu này, nếu mà nó đi biên, mọi người vẫn có thể là canh mua ở cái biên dưới đó, đúng không? Mua biên dưới đó. Rồi, mọi người chú ý ha. À, những cổ phiếu khác như là con VDS nè, VDS nó vẫn đang trong một cái quá trình tích lũy thôi, một cái quá trình đi biên nè. Cái quá trình đi biên thì chúng ta vẫn canh được đánh ở những cái biên dưới đúng không? Biên dưới vùng 20x nè, đó, đánh lên. Cho đến khi nó thoát ra khỏi xu hướng tích lũy và tiếp tục đánh lên, bứt phá đi lên. Anh chị CTS nè, đấy. Nó vẫn chỉ là những cổ phiếu mà nó tạo ra những cái biên tích lũy cho chúng ta, những cái biên tích lũy và cứ về biên dưới chúng ta mua được, lên biên trên chúng ta bắt đầu bán một phần, về biên dưới chúng ta cover thêm, lên biên trên chúng ta bán một phần, cho đến một ngày nó bứt phá đi lên thì chúng ta thời điểm đó chúng ta giữ luôn đó. Nó đánh lên với một cái thanh khoản dứt khoát thì chúng ta giữ luôn đấy. Như cổ phiếu CTG cũng vậy, chúng ta quan sát đúng không? CTG quan sát. Hay những cổ phiếu như con STB ngày hôm nay mình có nói mọi người nè, mọi người chú ý được khi mà STB có những trạng thái mồi tiền vào trong những phiên sắp tới đó, nó sẽ xuất hiện một cái phiên đánh pivot, nó tạo ra những cái điểm đánh pivot anh chị đó, nó sẽ tạo ra những cái điểm đánh mà nó vượt qua những cái vùng kháng cự như thế này, nó sẽ đánh quyết liệt hơn, thì lúc đó chúng ta vào gia tăng thêm. Ngày hôm nay chúng ta lấy quanh tham chiếu đúng không, mọi người lấy quanh tham chiếu, những phiên sau bùng nổ lên mọi người có thể gia tăng đúng không? Gia tăng lên hoặc là mọi người nổ lên mọi người có thể bán một phần, nếu mà mọi người mua mọi người bán một phần, đợi nó tạo ra một cái biên tích lũy mới ở đây ha, nó tụ lực cung bên này rồi nó test lại quay lại retest đó, chúng ta lại mua cho một cái nhịp đánh lên khi mà xuất hiện sóng ngắn đó, rất là đơn giản đấy. Việc của chúng ta thời điểm hiện tại là chạy nhanh, ra nhanh, vào nhanh và hành động nhanh đó. Ok ha, rồi đó là những cái góc nhìn của em về thị trường thời điểm hiện tại. Và nếu mọi người chưa có người tư vấn, chưa có người đồng hành, chưa có người hỗ trợ cho anh chị em tìm kiếm săn đuổi những cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường đó, thì mọi người vẫn có thể là về đồng hành cùng em bằng cách mở tài khoản hoặc là chuyển ID tại công ty chứng khoán VBS và TCBS đó, để chúng ta tìm kiếm lọc ra những cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ sau. Thậm chí thời điểm bây giờ những cái danh mục của mình có những cái mức bật tăng rất là tốt, như là con BWE ngày hôm nay cũng bật tăng nè, nó đánh lên cái cản mới với một thanh khoản nè, đánh lên cái đỉnh này với một thanh khoản mới đó. Những cổ phiếu này chúng ta vẫn hold sóng đúng không, những cổ phiếu này chúng ta vẫn hold sóng lên vùng 52 đã rồi tính đấy đó. Những cổ phiếu mình cho mọi người đánh được chắt lọc rất kỹ từ những cái vùng, những cái phương pháp đó và những cái kinh nghiệm trên thị trường, và chúng ta sẽ có những cơ hội kiếm tiền cùng nhau thật nhiều trong giai đoạn sắp tới nếu thị trường có một con sóng uptrend thật sự và chúng ta có thể là những cái người kiếm nhiều nhất trên thị trường đấy. Tại vì chúng ta đã có những cái vị thế đặt cược ở những vị thế thấp đó, có những vị thế đặt cược ở vị thế thấp, và chúng ta sẽ tìm và săn đuổi những cổ phiếu bật tăng đầu tiên, những cổ phiếu chạy nước rút để chuẩn bị cho cái quá trình kiếm tiền sắp tới. Tại vì khi mà thị trường ở những cái pha D như thời điểm hiện tại chúng ta đặt cược, khi đi vào pha E nó sẽ là những cái pha đẩy giá liên tục và đến một giai đoạn nó sẽ là giai đoạn kết thúc sóng, và ở đó chúng ta có những cái mức lợi nhuận lớn, chúng ta có thể thay đổi về cái vận mệnh tài chính của mình, thì lúc đó chúng ta sẽ tự tin hơn trên thị trường. Và quan trọng thời điểm đó sẽ có những người cảnh báo anh chị em là thị trường đạt đỉnh rồi, chúng ta phải giữ tiền đó, chúng ta phải giữ tiền đấy, mọi người sẽ bảo toàn được tiền của mọi người ở trong một cái chu kỳ đó. Ok ha, rồi mọi người tận dụng thời gian trong những phiên sắp tới chưa có người hỗ trợ, chưa có người đồng hành, về ngay với em Phát để được hỗ trợ.
để được lựa chọn những cổ phiếu ha. Thời gian không còn nhiều, cổ phiếu không còn nhiều, những cổ phiếu có điểm mua tốt gần như không còn nhiều nữa rồi anh chị. Đấy. Rồi, ok, rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của em. Và có thể là ngày mai thì mình cũng sẽ không có livestream buổi trưa, tại vì có việc anh chị. Có việc ha. Rồi, hẹn gặp anh chị vào cái buổi livestream cuối tuần cũng như là tuần sau thì chúng ta sẽ quay trở lại ha. Đấy, rồi, ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người một cái phiên giao dịch cuối tuần bùng nổ. Tài khoản đều xanh. Và sẽ có một cái kỳ cuối tuần vui vẻ và an lành hả anh chị.